Vậy thì Đức Thầy đã có nhắc nhở cho chúng ta cứ như là phải thận trọng, nhất là vào trong thời kỳ hải quân mạt pháp này, là người tín đồ Phật giáo và hảo chúng ta trung kiên đấu với Thầy, nhưng mà sợ bên kia trong khi đó người ta mà coi như là làm ra cái hình thức để mà chúng ta dễ bị lầm. Cô bác anh em chị đồng đạo đó, lựa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để làm thợ khéo sơn gia thì sau này đến lúc phong ba dòng gió lớn cột kèo khỏi gậy. Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, vậy thì bây giờ trong khi đó người ta coi như là cũng làm thơ làm văn, ví dụ như bây giờ Thầy hốt thuốc độ đời thì bên kia nó cũng hốt thuốc độ đời, thì rồi Đức Thầy ra kinh giảng thì bên kia nó cũng ra kinh giảng giống như Thầy vậy, thấy không? Rồi trong khi nó làm nhiều cái hình thức giống vậy, bây giờ chúng tôi đưa lên một hai cái ví dụ gì nha. Đức Thầy hồi lúc đó coi như là thọ nạn ở Đốc Vàng, mà khi thọ nạn Đốc Vàng rồi, trong khi đó đó là cái người tín đồ Phật giáo hảo luôn luôn lúc nào cũng như là cũng trong Thầy ngơ ngẩn, coi như là trong khi đó coi như là trông đợi từng ngày từng giờ từng phút đối với Thầy. Cô bác anh em chị đồng đạo, từ nếu như chương trình chia sẻ nghi vấn quý vị mình có nghiên cứu, có đọc, có học hoặc có tìm hiểu trong cuốn Sấm Thi Giáo Lý Đức Thầy, thì sẵn nhân sự tuần sự hôm nay tất cả chư quý vị mình có thể nêu lên trong Giáo Lý Đức Thầy 2 câu 4 câu hoặc giả là trong nội dung, rồi chúng tôi cũng nương vào trong nội dung như trên mà bàn cùng tất cả chư quý vị. Rồi quý vị mình ngồi lại lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi xong, quý vị mình sẽ có trách nhiệm thiêng liêng, và trách nhiệm ấy là mở cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót. Thưa chư quý vị, thưa cô bác, anh chị em và chư đồng đạo, giờ đây coi như là chúng tôi cũng tiết kiệm trong thời gian để mà trong khi đó đi sâu vào trong tinh thần Phật Pháp, thì quý vị mình có nghiên cứu, có đọc, có học và có tìm hiểu, thì quý vị mình có thể nêu lên trong Giáo Lý Đức Thầy. Việc không biết thì cần phải hỏi, sự còn nghi cố bới cho ra, chứ ầm ừ nửa Phật nửa ma đến rốt cuộc không ra gì cả. Mà càng gạn hỏi càng gành thật giả, có nghi nan mới có đi sâu, nghi mới tìm thấy rõ đuôi đầu, hỏi mới thấy lý màu đau rốt. Mà dốt không hỏi bao lâu cũng dốt, mà nghi không tìm đến chết chưa thông. Thật chánh tông hai thứ tà tông, mà càng gạn hỏi càng không làm lạc. Còn hôm nay Đức Thầy cũng lại bảo cho chúng ta biết khá chí tâm học hành kinh sám, thoát nơi miền hắc ám phong ba, hoặc giả là chi bằng theo học đạo màu, sớm qua khổ hải theo hầu Phật tiên. Thì trên cái tinh thần mà chúng ta nghiên cứu đọc học để mà tìm hiểu, để mà dấn đáp khai minh, để mà cho chúng ta có một cái trí tuệ sáng suốt để mà hành đạo trên cái con đường đi về quy hội quy bản sở, thì là cái điều này là một điều hết sức là quý báu và tráng lệ vô song, nhất là trên cái tinh thần truyền bá giáo lý. Thì trên tinh thần truyền bá giáo lý là nhằm mục đích là chúng ta kiến hòa đồng dạy, là thấy biết giải bài cho nhau, và nhất là cái trên tinh thần truyền bá Phật Pháp. Thì trên tinh thần truyền bá Phật Pháp này, Đức Thầy đã hằng kêu gọi cho chúng ta, đó là chớ chia rẽ hải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên, hoặc giả là tầm sức nhỏ còn làm nên kén. Người không lo có thẹn hai chân, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân gìn đạo hiệp, cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thanh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Vì vậy cho nên tinh thần truyền bá Đức Thầy đã hằng kêu gọi cho chúng ta là người đệ tử ngoan đạo, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải gần gũi với nhau, là đau lưng xây cặp chen vai thích cánh, gắn bó cùng nhau, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng cảnh tương giao, đồng tình tương tức, thương yêu lẫn nhau như con một cha, để dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Vì vậy cho nên cái việc mà dìu dắt lẫn nhau vào trong con đường đạo đức đó là chúng ta cần phải nương bước cùng với nhau, gọi là kinh kệ cần lo tiếp tục truyền, tỉnh hồn bá tánh giấc sầu miên, bỏ đi lối sống theo ma quỷ, tìm đến đường sanh cõi Phật tiên. Công lớn bạc vàng không thể sánh, mà đức to phước lộc khó so duyên, hỡi ai nấu chí theo thầy tổ, mà kinh kệ cần lo tiếp tục truyền. Vì vậy cho nên tiếp tục truyền coi như là kinh bá của Đức Thầy, để mà chúng ta diễn tiến theo coi như là cái tinh thần của Phật Đạo, để coi như là cho cái Phật giáo được trùng quy, và Pháp Luân được thường chuyển, và làm cho Giáo Lý Đức Thầy được truyền bá khắp cả bằng nhân bá tánh khắp cả năm châu thế giới. Đây là một việc làm rất là quý báu mà Đức Thầy đã hằng kêu gọi cho chúng ta. Thôi thì chúng tôi coi như là cũng ít lời gửi đến tất cả chư quý vị, lời nói đầu cũng là một cái gạch nối thiêng liêng,
là một gạch nối tình cảm và giữa chúng tôi cũng như ban tổ chức và tất cả chư quý vị, để mà có cái dịp mà chúng tôi gặp gũi và gặp gỡ cùng với quý vị qua cái sự mà truyền bá Phật pháp. Thôi thì chúng tôi cũng tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến của toàn thể quý cô bác, anh chị em và chư quý vị, và cho phép chúng tôi được làm bổn phận như thế nào cho nó thích nghi chương trình trao đổi giao ly. Chúng tôi xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến toàn thể quý cô bác, anh chị em và chư quý vị, và cho phép chúng tôi được làm bổn phận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý đồng đạo, vừa qua Tư cũng nói lên lời nói đầu, cũng gửi lời thăm sức khỏe quý đồng đạo, và cũng như một cái tình cảm gần gũi buổi trao đổi giáo lý hôm nay. Giờ đây bắt nhịp cầu đầu tiên là trong buổi trao đổi giải đáp nghi vấn, mời anh hai xe đến diễn đàn đọc câu hỏi cho Tư. Kính mời anh hai. Dạ, cái đó được. Tắt cái kia. Rồi sẽ thấy anh hai rồi chú ngồi đến kính đại Phật ủng hộ cho anh hai xe một chàng pháo tay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời anh hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng hôm nay có dịp gặp anh Tây Phương để hỏi anh Tư bốn câu cho đồng đạo chúng ta nghe chung. Tại vì cái việc ở đời mình mua bán cái gì mình cũng phải chọn lựa, mà chào đạo cũng vậy. Thì hỏi anh Tư bốn câu. Lựa cho phải kề khiêu danh mật, đừng để làm thợ kép thương gia, thì sau này đến lúc phong ba dông gió lớn còn kèo phở gãy. Mà lựa cho phải kèo xưa như thế nào, kiểu danh mật như thế nào, rồi đừng để làm thợ khéo sơn da, thợ khéo sơn như thế nào mà bóc chúng ta không biết làm hay sao, vì nhờ rồi chúng tôi giải thích dùm. Mọi người Phật. Quý vị ủng hộ cho dân chủ trận thất hai đi quý vị, và chân thành cảm ơn quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật pháp qua chàng pháo tay vang dày. Và bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên và được đồng đạo hai xe nêu lên trong giáo lý của Đức Thầy trong đôi bốn câu, và trong bốn câu giảng của Đức Thầy được đồng đạo hai xe nêu lên đó là lựa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để làm thợ khéo sơn gia, thì sau này đến lúc phong ba dông gió lớn cổ kèo khỏi gãy. Thấy sanh chúng nhiều người khờ dại, chẳng biết gìn phong quá lễ nghi. Thưa chư quý vị, vậy thì bốn câu giảng mà được đồng đạo nêu lên chúng tôi được biết là được trích xuất từ trong quyển Tư Cư Bát Canh Đa Chiêu Đạo, tức là quyển Giác Mê Tâm Kệ. Mà quyển Giác Mê Tâm Kệ này đó là Đức Thầy viết vào ngày 20 tháng 9 năm 1939. Đức Thầy viết ở tại Tổ Đình và có tất cả là 846 câu mà đồng đạo chỉ nêu lên trong đây bốn câu cho chúng tôi bàn. Vậy thì chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả đồng đạo, tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi tham khảo qua bốn câu thánh kệ mà được đồng đạo hai xe nêu lên trong giáo lý của Đức Thầy. Thưa chư quý vị, vậy thì trong bốn câu đó là lựa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để lầm thợ khéo sơn gia. Vậy thì trong bốn câu giảng này đó là quý vị mình được biết khi Đức Thầy lâm phàm cứu độ cho chúng sanh, thì Đức Thầy rất là căn dặn rạch ròi cho chúng ta biết, để mà chúng ta coi như là trước khi nhập đạo để vào tu, phải không? Nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thân sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý coi tại sao ta phải tu hành là bảo chúng ta phải nhìn Phật giáo cho kỹ đi, rồi chúng ta phải coi như là bước chân vào trong cửa đạo tu nó mới không có bị lầm lạc. Thưa chư quý vị, nên chi Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết trong cái bài tu thân sự kỹ là đừng thấy ai theo mối đạo nào đông đạo rồi ta cũng dội dàng theo đạo ấy, mà chưa hiểu giáo lý ấy như thế nào. Cũng đừng thấy người ta thờ Phật rồi dội dã lập bàn thờ Phật mà chưa hiểu ông Phật như thế nào. Nếu tu như thế, thờ Phật như thế thì càng tu bao nhiêu, càng thờ bao nhiêu, càng tỏ ra cho thiên hạ thấy rõ, ta mới tỉnh bấy nhiêu. Đó,
cũng là cái đích để cho người vô đạo nhắm đó mà bài bác nhạo chê quỷ bán, và cũng rất uổng cho cái công trình thành kính lễ bái của ta vậy. Đó. Vì vậy cho nên trước khi thờ học đạo nào hay theo ông thầy nào, ta hãy nên suy gẫm phán đoán kỹ càng, chừng hiểu biết rõ ràng ta sẽ hành theo đạo ấy thầy ấy. Chẳng được như vậy, dầu mình theo đạo rất chính đáng, ông thầy rất thông minh, cũng chẳng có ích chi cho mình cả, đúng không? Vậy thì bây giờ ở nơi đây Đức Thầy bảo cho chúng ta là trước khi chúng ta quy y là chúng ta phải chọn cái đạo chánh, là lựa cho phải kèo xưa danh mộc mới được, cô bác anh em trường đạo. Chứ đừng không có phải mà nghe coi như là tin bướng nghe càng, mà Đức Thầy cho chúng ta biết đừng bả đâu tin bướng nghe càng làm ngu muội đó là đọ thân uổng kiếp. Cô bác anh em trường đạo. Vì vậy cho nên qua câu này là Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết là lựa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để lầm thợ khéo sơn gia. Vậy là kèo xưa là kèo nào vậy hả cô bác anh em trong đạo? Cái kèo xưa tất nhiên là cái kèo này coi như là có năm 1849 lận cô bác anh em chứ đồng đạo, phải không? Là cái kèo xưa, là cái kèo là tông hệ của Bổ Sơn Kỳ Hương mà Đức Phật Thầy Tây An Lâm Phàm cứu độ cho chúng sanh vào năm Kỷ Dậu, năm 1849. Đến năm 1856 thì coi như là Ngài tịch diệt trong thời gian 7 năm. Vậy thì trong thời gian 7 năm Ngài cứu độ cho chúng sanh rồi Ngài tịch diệt, sau khi Ngài tịch diệt Ngài mới trở về nơi cõi Phật. Mà trong khi đó Đức Thầy còn nhắc lại là cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống hồng trần, ấy vì thương trăm họ vạn dân nên chẳng kể tấm thân lao khổ. Đó là Đức Phật Thầy Tây An. Vậy là kèo xưa là Đức Phật Thầy Tây An, mà hôm nay Đức Thầy trở lại đây là thối thân của Đức Phật Thầy Tây An trở lại cô bác anh em trường đạo. Nên Đức Thầy mới nói qua câu này là phải lựa cho phải kèo xưa cô bác anh em trường đạo. Vậy là cái kèo xưa này tất nhiên là Đức Thầy còn nhắc lại nè, chỗ nào Đức Thầy mới nói chim ô đà giữa cầu ngân, người xưa đúng không, người xưa chở gót cho gần người nay, rồi người nay rồi dạng thảo ngay, thì là thấy tận mặt mày người xưa. Đó là kèo xưa. Vì là kèo xưa tất nhiên là Đức Phật Thầy Tây An là chim ô đà giữa cầu ngân, người xưa chở gót là Đức Phật Thầy Tây An, cho gần người nay tất nhiên là hôm nay Đức Thầy nè. Đó là kèo xưa. Vậy là lựa cho phải kèo xưa danh mộc, tức là cây kèo của Đức Phật Thầy Tây An là tông hệ Bửu Sơn Kỳ Hương, mà hôm nay Đức Thầy cho chúng ta biết. Đức Thầy nói với ông Tùng bốn chữ xuống trần chớ ở đâu, phải không? Tất nhiên là bốn chữ là Bửu Sơn Kỳ Hương, thì rõ ràng là vậy. Đó là lựa cho phải kèo xưa danh mộc. Rồi qua câu sau đó là Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết là đừng để lầm thợ khéo sơn gia. Cô bác anh em trong đạo, lầm thợ khéo sơn gia tất nhiên là sau này quý vị mình được biết đó là có rất nhiều người trong khi đó đó là thấy coi như là cái kèo xưa này có giá trị và có tên tuổi, không? Rồi người ta coi như là á gì bắt chước coi như là làm theo cái con đường đó. Cho nên bây giờ quý vị mình được biết coi như là ở nước ngoài cũng có, đất nước Việt Nam mình cũng có, rồi chỗ này chỗ kia cũng có, là xưng Bửu Sơn Kỳ Hương nhiều lắm cô bác anh em trường đạo. Chẳng những xưng Bửu Sơn Kỳ Hương mà lại còn xưng Phật Giáo Hòa Hảo nữa. Nên có lần nọ coi như là Đức Thầy mới nói với ông cả: này ông cả, tôi nói cho ông biết nghe, tôi dặn ông ba điều. Một là ông phải coi như là sửa tổ đình lại là Kim Sơn Tự. Điều kiện thứ hai là bất cứ người Pháp giao cho ông một chức vụ gì ông cũng đừng nhận nghe. Sau này tôi cho ông một cái chức khắp cả năm châu, coi như là người nào cũng phải tôn sùng ông hết. Và điều kiện thứ ba là sau này tôi nói cho ông cả biết có rất nhiều người xưng Phật, xưng thần, xưng thánh, thậm chí còn xưng cả tâu nữa nghe ông cả. Nhưng mà tôi nói cho ông cả biết hãy có xưng là sợ với ông cả. Vậy thì bây giờ Đức Thầy căn dặn rõ ràng cho ông cả biết sau này có rất nhiều người xưng Phật, xưng thần, xưng thánh, mà thậm chí còn xưng cả thầy nữa cô bác anh em trường đạo. Nên Đức Thầy mới nói qua câu này: lựa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để lầm thợ khéo sơn gia. Là cái thợ khéo bây giờ quý vị mình biết sơn gia nó rất là giỏi, là nhân cách quá. Ví dụ nghe, là cái cây là bạch đàn thôi, cây chàm vàng thôi,
là cái cây cứ như là bình thường thôi vậy đó, mà trong khi nó đốn vô, nó bào, nó cào, nó gọt, rồi nó sơn bi u vô, bắt đầu nó sơn cứ như là cái màu gõ, rồi nó giống hệt y như là cái cây chanh mộc. Nhưng mà bên ngoài cái lớp sơn đó là cái sơn bi u, là sơn gõ ngang, nhưng bên trong đó là cái cây, là cái cây chàm vàng thôi cô bác anh em trong đạo, chứ không có thật không. Rồi bây giờ nó cũng vậy, có rất nhiều người không phải Phật thần tiên thánh gì hết vậy đó, mà nó dám xưng Phật xưng thần, cô bác anh em trong đạo, nó sơn như vậy. Cho nên trong khi đó Đức Thầy mới nói đừng để lầm, đừng để lầm thợ khéo sơn da. Thì bây giờ quý vị mình được biết bây giờ nó sơn da nhiều lắm, nấu ra thì nó mít lầm, phải không đồng đạo Hai Sen? Bây giờ quý vị mình đi đi, rồi chúng ta cảm nhận rằng đó là trong khi đó là những cái lậu mà không thật đó, là trong khi nó sơn nhiều lắm cô bác anh em chứ đồng đạo, sơn mình không biết nổi đâu, phải không? Cho nên bây giờ cái hình thức của Phật giáo Hòa Hảo nó ra sao, để tóc, thấy không, mặc đồ bà ba, mặc quần lá nem, mặc áo giặt mỹ, đúng không? Thì bây giờ cái phần, cái lớp mà nó không tu thật đó, nó cũng sơn một lớp y chân như vậy, nó cũng bới tóc, thấy không, nó cũng mặc áo bà ba, nó cũng mặc quần lá nem, cũng mặc áo giặt mỹ, làm y vậy, không có khác gì hết. Rồi quý vị bây giờ mình có phân biệt được cái chỗ nào là cái cây thật, cây giả không? Có ai biết được không? Hoàn toàn không biết cô bác anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta bây giờ cái lớp người mà tu không thật á, sơn da nhiều lắm cô bác anh em trong đạo. Khi nó sơn một cái lớp đó rồi, chúng ta tưởng y chân là cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo của chúng ta bị nhận lầm nha. Rồi bây giờ Đức Thầy mới xác định cho chúng ta biết á, là bây giờ nếu như muốn biết được cái người đó là thật hay giả thì bây giờ chỉ nhìn vào trong cái chỗ này chúng ta sẽ được biết. Bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không, nói cho bổn đạo rõ lòng, ấy là chân chánh mới hồng vinh giang. Là cái chỗ này nó đúng, là cái người đó mới chăng. Còn bằng không nữa là nó sơn một lớp sơn da bên ngoài, rồi chúng ta tưởng thật không cô bác anh em trong đạo. Đừng để làm thợ khéo sơn da người ta xưng như vậy rồi chúng ta như là A Tầm mà chạy theo, thì sau này là gặp nguy hiểm. Nên Đức Thầy mới nhắc lại là ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy đó là khó mong sống sót. Ta chẳng phải dùng lời chút ngót mà làm cho dân chúng say mê, nẻo chánh tà biện luận nhiều bề, cho bá tánh tìm nơi cội gốc. Không? Mình lựa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để lầm thở khéo sơn da, là nguyên một mệnh đề vậy đó cô bác anh em trong đạo. Rồi Đức Thầy trong khi đó Đức Thầy sợ chúng ta bị lầm lạc, mà khi đi Đức Thầy nhắc đi nhắc lại, nhắc tới nhắc lui không biết bao nhiêu lần cho người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta câu theo đó mà hành, ra đi nhận lại ít lời, cho trong bổn đạo dạy thời đã nghe, dầu ai tài phép bài khoe, ham linh ham nghiệm sợ em nghèo, lựa cho phải cột, phải kèo, phải dai, phải dế mà theo kẻo lầm, đúng không? Ngọc kia ẩn giảng khó tầm, chọn nơi chân chánh mà khỏi lâm khổ hình. Vậy thì Đức Thầy đã có nhắc nhở cho chúng ta cứ như là phải thận trọng, nhất là vào trong thời kỳ hạ quân mạt pháp này, là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta trung kiên đấu với Thầy, nhưng mà sợ bên kia trong khi đó người ta mà coi như là làm ra cái hình thức để mà chúng ta dễ bị lầm, không bác anh em chị đồng đạo đó. Lựa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để làm thợ khéo sơn da, thì sau này đến lúc phong ba dòng gió lớn cột kèo khỏi gậy. Thưa cô bác anh em trong đạo, vậy thì bây giờ trong khi đó người ta coi như là cũng làm thơ làm văn, ví dụ như bây giờ thầy hốt thuốc độ đời thì bên kia nó cũng hốt thuốc độ đời, rồi Đức Thầy ra kinh giảng thì bên kia nó cũng ra kinh giảng giống như thầy vậy, thấy không? Rồi trong khi đó làm nhiều cái hình thức giống vậy. Bây giờ chúng tôi đưa lên một hai cái ví dụ gì nha. Đức Thầy hồi lúc đó coi như là thọ nạn ở Đốc Vàng, mà khi thọ nạn Đốc Vàng rồi, trong khi đó đó là cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo luôn luôn lúc nào cũng như là cũng trong thầy ngơ ngẩn, coi như là trong khi đó coi như là trông đợi từng ngày từng giờ từng phút đối với thầy cô bác anh em chị đồng đạo. Từ ngày thọ nạn ở Đốc Vàng, bổn đạo mờ hồ đất quan mang, kẻ nói thầy còn lo tu niệm, người nghi thầy chết cướp bóc càng thương, mấy chúng sanh đâu đền chết, mến vì sự nghiệp của Minh Hoàng, phải không? Vì vậy cho nên sau khi đó bắt đầu nó á gì, rồi bắt đầu nó làm thơ cũng giống vậy đó cô bác anh em chị đồng đạo. Nó nói hồi xưa thọ nạn Đốc Vàng,
bây giờ trở lại tại làng Trà Cui là nói Đức Thầy trở lại Á Vĩ, phải không? Ngày nay trở lại tại làng Trà Cui, Lê Dân chớ có vẻ vui chừng sao, biết được là khóc mùi như mưa, phải không? Á Vĩ tất nhiên là nó cũng làm thơ làm văn vậy, bắt đầu mình tưởng đâu thầy trở về hồi xưa thọ nạn đốc vàng, bây giờ trở lại tại làng Trà Cui ở bên là tốt nốt bởi nó cô bác anh em trong đạo, rồi chạy kiếm thầy, phải không? Cái chỗ này làm thợ khéo sơn gia là vậy đó. Rồi hồi xưa coi như là trong khi đó Đức Thầy mới nhắc lại cho chúng ta trong cái bài dặn dò bổn đạo ra đi, dặn lại ít lời, phải không? Thì bây giờ nó cũng bắt chước nó làm thơ na ná vậy. Bắt đầu trong khi đó nó nói là ra đi dặn lại ít lời, mà Đức Thầy nữa nó dặn lại ít lời cho trong bổn đạo vậy thời đó nghe. Mà nó nói là trong khi ra đi đó, là Đức Thầy trong lúc mà ra đi đó là cũng dặn lại ít lời, tất nhiên là cũng dặn cho tất cả coi như là bổn đạo cũng là ít lời với cô bác anh em trong đạo. Nay thầy chịu lệnh về Tây tạm ngưng đạo đức, ít ngày thầy qua là Đức Thầy coi như là chịu lệnh đặng mà về bên cõi Tây phương, sau trong thời gian ít ngày Đức Thầy trở lại, nghe không? Rồi bây giờ trong khi đó nó cũng na ná bắt đầu nó nói là ít lâu tôi cũng trở về, nghe không? Mới rao trong bổn đạo bốn bề được hay, thầy về bằng chiếc máy bay từ bên cõi Phật nó về đây mấy hầu, quý vị mình thấy chưa? Nó nói là thầy về bằng chiếc máy bay mà hồi xưa Đức Thầy nó đằng dân tính tỉnh rồi công còn được mà, phải không? Mà vậy nè, mà giờ nói sau này thầy về cũng phải về bằng máy bay chứ còn không có thể nào mà đi bằng thành không được. Vậy nè mà cũng nghe đó cô bác anh em chứ đồng đạo. Nè, cái chỗ này là cái chỗ chúng ta sai lầm, phải không? Nghe vậy rồi chúng ta trong khi đó là không có biết được cái chỗ đó là thầy là như thế nào. Rồi coi như là ma nó á dị như vậy, phải không? Mà lại còn những cái chỗ khác đó, nói bắt đầu những cái đoạn văn vậy đó mà người ta cũng chạy theo nói, nó muốn leo lên hái trái gòn, sợ gai đâm bụng cái giả còn hồ nghi, gã em vợ cái anh rể sầu bi, cung đàn lão diệp tì 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 tì. Vậy đó mà trong khi đó cũng nghe cô bác anh em dùng đọc đó. Nên câu này Đức Thầy mới xác định cho chúng ta biết là lựa cho phải cột, phải kèo, phải dai, phải dế mà theo kẻo lầm, là chọn nơi nào đảo chánh phượng thờ thì mới được thân sao cao quý nghe, phải không? Vì vậy cho nên thời tiết tốt mùa màng được chúng tu, gặp đường đạo chánh thì mau nên. Mà chúng ta gặp được chánh đạo của Đức Thầy mà chúng ta coi như là không ôm sát, không tìm hiểu rõ ràng mà đến đụng việc rồng, thì trong khi đó chúng ta làm sao mà trở cho kịp cô bác anh em trường đạo. Cho nên bây giờ từ đây trở về sau, tất cả đồng đạo chúng ta muốn biết người đó chánh, người đó tà như thế nào đó, thì muốn ti ai chánh ai tà, xét xem đạo đức với là hành vi, nói làm hai lẽ nếu y, đó là chân chánh có gì lạ đâu. Lại thêm phú quý không cầu, quay quyền không bỡ mà công hầu chẳng bưng, ai khen chẳng tỏ vẻ mừng, dầu ai có giận chưa từng giận ai, cũng không khoe sắc khoe tài, những người như vậy mới gọi là chánh chân, phải không? Vì vậy cho nên những người như vậy mới thật, phải không? Cho nên bây giờ giả tu á, thì thấy rất đông, mà thật tu xem kỹ á, xét không mấy người. Giả tu nên thế gian cười, thật tu á, ai dám đem lời nhạo khinh. Giả tu nên Phật không linh, thật tu sẽ thấy Phật minh vô cùng. Vì vậy cho nên bây giờ nếu như chúng ta tu thật là phải đi đúng con đường Đức Thầy chỉ dạy, đó là làm theo lời chỉ ngài gài gặp ta. Còn nếu như chúng ta tu theo giáo lý Đức Thầy mà không làm theo lời chỉ của Đức Thầy mà còn ham linh đó nghe, còn ham nghiệm đó, chỗ này linh chỗ kia thính đó, mỗi quý vị mình chạy theo con đường linh thính, nhất là trong thời kỳ này, là chúng ta sẽ bị sai lạc. Mà bị sai lạc rồi thì lầm tà đạo, nhân hư bất dụng, lầm vào con đường đó rồi là chúng ta không còn dụng được con bác anh em trường đạo. Vậy thì bây giờ người tu của người tín đồ Phật giáo hòa hảo là từ mang một tấm áo già, mùi thiền đã thấm, ơn nhà lật phai, sống sanh ra phận gâu mài, một đời một đạo đến ngày chung thân. Và đến đây xin hết đề tài này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi lễ kính Đức Phật, Đức Thầy và kính chào quý vị đồng đạo. Và hôm nay nhân dịp lập lễ Tư Phương xin hỏi hai câu là trong cái bài Đức Thầy viết là một câu luân lý tứ ân, ta đừng phai lệnh, không cần phản nghi. Xin lễ Tư Phương diễn giải để cho mọi người cùng nhau chung. Nam mô A Di Đà Phật.
Và chân thành cảm ơn chàng pháo tay gian dày quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp. Tiếp theo hai câu mà được đồng đạo nêu lên là một câu quân lý tứ anh: ta đừng phai lạc phong thần bản nghi. Thưa chư quý vị, hai câu giảng mà được đồng đạo nêu lên được trích xuất từ trong cái bài Để Chân Đất Bắc của bác Anh Nam Chi đồng đạo. Vậy vậy cho nên hôm nay đồng đạo chỉ chích ra trong đây hai câu cho chúng tôi bàn thôi. Thưa chư quý vị, đất với nước hậu lai dinh diệu, đạo lo tròn yểu điệu tấm thân. Rồi một câu quân lý tứ ân: ta đừng phai lạc phong thần bản nghi. Vậy thì bây giờ qua trong đoạn hai câu giảng này là Đức Thầy cho chúng ta biết là nói về tương lai của đất nước của chúng ta. Thì đất với nước hậu lai dinh diệu là nói đất nước Việt Nam của chúng ta sau này là dinh diệu toàn cầu trên thế giới, phải không? Thưa cô bác Anh Em Dường Đạo, cho nên sau này là khắp các nơi chư quốc xưng thần, trong bốn biển chúng dân lạc nghiệp. Rồi chỗ khác Đức Thầy nói bốn biển một nhà cha Phật Thánh, thì là dân sự hết tàn ngang, phải không? Đó tất nhiên là cái cảnh đó là cái cảnh thái bình an lạc, đó là đất với nước hậu lai, là tương lai sau này là dinh diệu vậy đó, phải không? Nhưng mà đạo lo tròn là yểu điệu tấm thân. Khi mà chúng ta lo cái đạo mà nó tròn vẹn rồi đấy hen, là cái người mà không thiếu nợ, cái người mà không bận biểu điều gì đó quý vị, mình thấy đi cái tướng yểu điệu không? Nó thông thả, nó thông dong sao đâu. Còn cái người nào mà mắc nợ một cái điều gì rồi đó, nó thẹn lắm, đi không có được tự nhiên. Nên câu này Đức Thầy nói là sau này chúng ta làm xong cái đạo đầu bốn phận đầu đó hen, yểu điệu lắm, con người chúng ta thông dong tự tại thoải mái. Thưa chứ quý vị, đó. Vậy thì bây giờ qua câu này là một câu quân lý tứ ân: ta đừng phai lạc phong thần bản nghi. Vậy thì bây giờ một câu quân lý tứ ân tất nhiên là Đức Thầy muốn nhắc lại, muốn nhắc lại cho người tín đồ Phật giáo hòa hảo của chúng ta tu đặt nặng vấn đề tứ ân. Mà tứ ân đó là gì? Tất nhiên là bốn ân. Mà bốn ân đây tất nhiên là: một là ân tổ tiên cha mẹ, hai là ân đất nước, ba là ân tam bảo, bốn là ân đồng bào và nhân loại. Cô bác anh em dân đạo, mà bốn ân này là cái người tín đồ Phật giáo hòa hảo luôn luôn lúc nào cũng đặt trọng tâm và luôn luôn cũng như là cũng phải giữ gìn. Đức Phật Thầy Tây An thở xưa thường khuyến khích các môn nhân đệ tử rằng muốn làm xong hiếu nghĩa phải thực hiện coi như là bốn điều ân này. Cô bác anh em dân đạo, mà trong bốn điều ân đó là mỗi mỗi người người chúng ta ai cũng phải coi như là gìn giữ, đúng không? Nên Đức Thầy mới nói qua cái vấn đề ân tổ tiên cha mẹ thôi. Mà câu này Đức Thầy cho chúng ta biết đó là: tạo làm chi những trung với hiếu, ấy là người bổn phận phải trao. Là cái bổn phận người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta ai cũng phải cố gắng để gìn giữ trong bốn ân này. Nhưng mà tại sao Đức Thầy phải nhắc lại bốn ân? Cô bác Ca Nam Chi đồng đạo, bởi vì cái người tín đồ Phật giáo hòa hảo của chúng ta là tu theo giáo lý Đức Thầy. Giáo lý Đức Thầy là giáo lý học Phật tu nhân. Mà giáo lý Đức Thầy là học Phật tu nhân, là học Phật tất nhiên là đi theo đường lối của Đức Phật. Mà tu nhân tất nhiên là lấy bốn ân để làm trọng. Mà trong bốn ân làm trọng đó thì bây giờ quý vị được biết, bất cứ là ai trên con đường tu tập của mình, ai không gìn giữ được bốn ân là chúng ta không bao giờ sống được đời thượng quan thánh đức. Cho nên Đức Thầy cân nhắc cho chúng ta, nhắc đi nhắc lại, nhắc tới nhắc lui không biết bao nhiêu lần, là người tu chúng ta coi như là phải cố gắng gìn giữ bốn ân. Mà người tu niệm Phật đi chăng nữa cũng phải là nhớ coi như là bốn ân này để chúng ta làm cho nó trọn. Nên Đức Thầy cho chúng ta biết là biết câu lục tự gìn đàn tứ ân, không? Biết niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật cũng phải gìn coi như là bốn ân này, không? Rồi ông coi như là sư giải Bán Khoai cũng nói cho chúng ta biết là niệm Phật phải giữ tứ ân: ơn nhà nợ nước là sử phân trọn nghi. Tất nhiên là cũng phải gìn giữ tứ ân, phải không? Vì vậy cho nên tứ ân nó làm trọng. Thì bây giờ câu này Đức Thầy mới xác định. Xác định tất nhiên là bất cứ người tu của người tín đồ Phật giáo hòa hảo của chúng ta là tu như thế nào thì bây giờ cũng phải gìn bốn ân đó là cái gốc hết. Cô bác anh em dân đạo, đây Đức Thầy mới nhắc lại cho chúng ta biết nhiều đoạn nhiều đoạn để mà chúng ta cố gắng gìn giữ tứ ân này nha. Đức Thầy nói là: nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp xác thân mới còn. Nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp xác thân mới còn, phải không?
hoặc giả là trả nợ thế nghĩa ân trọn vẹn, thì cảnh non bồng kỳ hẹn ngày kia. Vậy thì bây giờ trong khi đó Đức Thầy nhắc cho chúng ta biết người tu chúng ta là phải gìn giữ tứ ân. Vậy thì một câu ha, một câu quân lý tứ ân ta đừng phai lạc, thì phong thần bản ghi. Phong thần bản ghi tất nhiên là sau này đến cái ngày thi, mà cái ngày thi đó là cái ngày cuối cùng Đức Thầy mới đứng ở trên coi như là cái đài cao và gọi từng tên hết. Mà bất cứ người nào có gìn giữ tứ ân và trung hiếu lưỡng toàn là người đó sau này coi như là được Đức Thầy kêu tên. Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết là đến kỳ thi danh Thầy chạm bạn trên đài cao gọi các linh hồn. Bây giờ gọi từng tên hết nha. Đó là cái bảo phong thần. Cho nên xin đừng có lắm phân dân không thầy cái cuộc phong thần ai phong. Cho nên không thầy rồi bây giờ trong khi đó cái cuộc phong thần ai phong. Hồi xưa ông Khương Thượng Tử Nha, trong khi đó coi như là dân lệnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn ôm cái bản phong thần xuống để mà lập cái bản phong thần để mà dựng lên cái cơ nghiệp của nhà cháu. Thì bây giờ nếu như coi như trong thời kỳ phong thần ấy mà không có ông đó là Khương Thượng Tử Nha, ai là cái người đứng ra để mà dựng lên cái bản phong thần, thấy không? Nhưng mà trong thời gian dựng bản phong thần, quý vị mình được biết là ông Khương Thượng Tử Nha ông khổ khô vô cùng khổ, là bị cái hoàn cảnh không biết bao nhiêu những cái chuyện coi như là chết sống của bác ở Nam Trường Đạo xuống trần, thấy không? Trong khi đó lúc đó là gặp trong cái cơ nghiệp của nhà cho nhà chủ, ông vua chủ không có tin dùng và bắt ông coi như là mà cái như là ông đó là Khương Thượng Tử Nha phải là coi như là làm đốc công xây Bá Lộc Đài của bác anh em chưa đồng đạo. Nhưng mà trong khi đó ông đó là Khương Thượng Tử Nha bàn xây Bá Lộc Đài làm khổ công của chúng sanh nhiều lắm, cho nên ông vua chủ coi như là sai quan quân đó là phải giết coi như là ông Khương Thượng. Ông Khương Thượng từ trên cái lầu mà ông nhảy xuống, ông chạy tới cái bờ sông Dị Thị, mà tới bờ sông Dị Thị đó ông mới nhảy xuống bờ sông Dị Thị độn thị mất, thấy không? Vì vậy cho nên cái bờ sông Dị Thủy đó cũng gọi là cái bờ sông Cửu Long. Ổng qua bên cái bàn thê, ổng ngồi đó ổng câu không đợi giận. Vì vậy cho nên trong khi đó cái quân cái nhà chủ đó mới chạy về báo cáo coi như là cho ông vua chủ biết là ông là ông Khương Thượng Tử Nha ông không chịu chết, bằng chích lửa là ông bào lạc chết. Bây giờ ông chịu chết nước rồi, bây giờ ông nhảy xuống cái bờ sông Dị Thủy ông chết mất tiêu rồi. Chết mất tiêu rồi thì cuối cùng rồi trong thời gian đó ổng mới coi như là nổi lên ở bên nhà châu á, ông ngồi chỗ bằng khê ông câu đợi giận, cho nên nó sợ nhỏ kinh lưng đó miếng mồi thao lược đây, trước là câu cá nước sau đợi giận gồng mây, thấy không? Cho nên 10 năm nghèo túng áo còn bâu, hãy gượng mưa vui chớ chát sầu, ngồi trốn bằng khê câu đợi giận, chờ xe dương giả rước về chầu, 70 lẻ nữa mang đai ngọc, 90 dư ba buộc ấn hầu, mậu ngũ hội hàm trăm chấn phục, một phong thần 784 xuân thu. Là đến cái ngày mậu ngũ là hội hàm trăm chấn phục là 800 chư hầu đồng hậu tại Mạnh Tăng, và đồng coi như là tôn phò coi như là ông Khương Thượng, để mà làm coi như là trong khi đó là nguyên xấu trong thời kỳ của nhà châu. À, vậy thì bây giờ chúng tôi muốn nhắc đó là chi? Muốn nhắc lại tất nhiên là đề cập đến thầy cô bác anh em chứ đồng đạo. Đề cập đến thầy. Rồi bây giờ cái câu này Đức Thầy nói là một câu quân lý tứ ân, ta đừng phai lạc phong thần bản ghi, phải không? Vậy là cái ngài phong thần là Đức Thầy có cái bổn phận đến ngài mở rộng quy khâu non thần gian chuyển khùng ngồi sự phân. Là khùng ngồi sự phân cũng giống như ông Khương Thượng Tử Nha khi xưa, đúng không? Vậy thì bây giờ nếu như ông Khương Thượng Tử Nha nhảy xuống bờ sông Dị Thủy mất không còn nữa, thì ai là cái người đứng lên để dựng lên cơ nghiệp nhà châu? Còn nếu như thầy yêu kính chúng ta ngày 25 tháng 2 nhuần năm Đinh Hợi mất, thì bây giờ sau này ai là cái người mà đứng lên để một tay tá quốc an bang, nước nhà vững đặt thân đàn hiển dinh? Ai là cái người lập lên bản phong thần đến ngày mở rộng quy khôi non thần gian chuyển khùng ngồi sự phân? Vậy thì bây giờ trong khi đó ông Khương Thượng Tử Nha ông chỉ tu tiên thôi mà ông còn phải độn thủy, mà phải chờ thời cơ đợi dần. Còn thầy của chúng ta là ông Phật cô bác anh em trong đạo. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới nhắc lại nè, Khương Tử Nha sông Dị là cái sông Dị Thủy đó, còn phiền câu không ngạnh chờ non phụng gái. Còn thầy chúng ta bây giờ cũng vậy, chờ ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên Đức Ngọc Đế xử phận cho chúng.
hoặc giả là nên còn đãi thiên quay nay lịnh, tỏ tình đời ít câu cung thỉnh mong kháng quan, vào cửa xâm tuần là đức thầy còn chờ, phải không? Ẩn nhẫn hoài chờ đợi dẫn hanh thông, để đem phô trí ốc với gan lòng đền đáp lại cuộc chờ trong ngoài ngõ là đức thầy chờ. Vậy thì bây giờ chúng ta chờ đi, là đức thầy mới hứa hẹn cho chúng ta, đó là ít lâu ta cũng trở về khuyên cùng bổn đạo chứ hề đằng sau. Hoặc giả là nay thầy chịu lệnh về tay tạm ngưng đạo đức, ít ngày thầy qua là đức thầy sẽ hứa trở lại. Cô bác anh đã dùng đạo, đó là qua câu này là một câu quân lý tử ân. Thì ta đừng phai lạc phong thần bản ghi, tất nhiên là sau này là được bản ghi trong cái ngày phong thần. Đó là đến cái ngày gì? Cái ngày mà đức thầy nói trong cái bài cho chúng ta biết, đó là dụng tinh quyền, là chống chư thùng sĩ tử vẫn chờ trong. Chống chư thùng sĩ tử vẫn chờ trong là mình nè, mình là sĩ tử nè, đang chờ, đang trong, phải không? Chống chư thùng sĩ tử vẫn chờ trong. Rồi sao nữa? Trong ngóng mau mau thấy mặt rồng, bản hổ danh đề tên chí sĩ đem tài thao lược giúp non sông. Là sau này bản hổ danh đề hết, cô bác anh em dùng đạo. Bản hổ danh đề là được ghi tên son tại bản vàng, quý quá sánh muôn ngàn của thế. Đạo nhân ráng gìn câu hiếu đệ, phải thờ cha kính mẹ chọn niềm. Ơn sanh thành từ cổ chí kim là ân trọng phải đình cho vẹn. Việc non nước cũng đừng để thẹn, lo đỡ nâng trong việc quy nàng. Làm những điều nước thạnh dân an, tránh những việc mà nước loạn dân khổ. Việc đạo đức phải lo bồi bổ, cô bác anh em dùng đạo. Đó là vấn đề coi như là tứ ân mà chúng ta phải cố gắng gìn giữ. Là một câu quân lý tứ ân là đức thầy hằng nhắc nhở cho người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta là phải cố gắng gìn giữ cho nó trọn vẹn tứ ân. Thì sau này đến cái ngày là sau đến cái ngày mà lập bản phong thần, là một câu quân lý tứ ân ta đừng phai lợt, tất nhiên là cố gắng gìn giữ cho trọn vẹn. Thì sau này đến cái chỗ là ta đừng phai lợt thì phong thần bản ghi, tất nhiên là sau này coi như là được ghi tên ở nơi cái bản phong thần, tất nhiên là mọi mọi người người chúng ta đều có mặt, người chúng ta coi như là có mặt trong cái ngày đó. Mà cái ngày đó là cái ngày gì? Cái ngày mà đức thầy cho chúng ta biết là tiên cảnh chúa tôi vẫn hẹn hò, hò hẹn Phật tiên hiệp một ngày. Một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cội đều hòa mặt, ta mới thảnh thơi chợ có hài. Và một ngày đó là gian dày sấm nổ triển lưng, kiển tiên lộ vẻ vui mừng cha con. Bấy lâu nghĩa đỏ tiêu mòn, thì ngày nay hiệp mặt hết còn thở than, là cái ngày phong thần trở lại cơ bác canh ao trường đạo. Đó là cái ngày mà đức thầy cho chúng ta biết, đó là tớ thầy tôi chúa cùng nhau gặp, tất nhiên là gặp trong cái ngày đó cô bác anh em dòng đạo. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng dâng theo lời đức thầy đã chỉ dạy, không làm thì ắt mang heo, còn làm xong vượt khỏi qua đèo trong gai. Và đến đây dứt đề tài thứ hai, Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy là từ trình bày cũng sát đề và rõ nghĩa, vậy thì kính mời anh Chính ở Bình Minh đến với nàng trực tiếp hỏi câu hỏi tiếp theo là câu đề thứ ba. Kính thưa quý đồng đạo, thời gian gia đình cho phép cũng giới hạn, xin một cái đề này nữa là cái để anh Tư để rời diễn đàn, xin quý đồng quý vô đạo ủng hộ cho anh Tư Phương cũng như đạo đàn hôm nay một tràng pháo tay quý vị, một đề cuối cùng anh Tư xuống diễn đàn. Nam mô Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Tôi cũng đang xin phép hỏi đạo đạo Tư Phương là bốn câu giảng trong quyển thứ nhất với thầy viết: hoàn thiền làm mau và đã hết thề rồi, hoàn thiền ghé lại bằng nay cho đề hát hai câu hát với thầy đậu xem cho chúng về làm sao mà cái thầy hát hai câu nào rồi với thầy cũng trẻ trong mùa bạn đi rồi. Bây giờ chúng tôi có cái ý gì đi, bây giờ cái này để xuống bàn tròn trao đổi, còn cái đề tài không ấy anh Chính cho cái đề tài khác đi. Đặt đề tài là cái phương pháp hành đạo này kia rồi với đó. Còn bây giờ bàn cái luận vấn đề mà hát hai câu hát quy tình đó thì trong khi đó quý vị mình nó có nhiều khi đó, cái người thì nghe câu này người nghe câu kia, rồi trong khi đó nó không có thống nhất lắm. Giờ bây giờ mời quý vị là cho xin cái đề khác đi cô bác anh em chị đồng đạo, để cho đi sâu vào cái phương pháp hành đạo của mình hơn. Rồi quý vị mình có đồng ý không ạ? Nam mô A Di Đà Phật. Tại vì thì tiếp theo cái đề tiếp theo là cái đề của anh Ba,
anh Ba mình đến đây để đặt cái câu hỏi tiếp theo cho cái buổi trao đổi hôm nay. Kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Để biết chào tư với ông quý bà cô bác. Tôi có hai câu hỏi chưa hiểu hỏi thứ tư. Thượng cổ hàng hồi nên sửa lối theo nhà Phật giáo phải như keo. Thượng cổ như thế nào mà nên sửa lối, còn theo nhà Phật giáo như thế nào phải như keo? Nhờ cho tôi dễ nghe chung thành đạt. Cảm ơn Nam mô A Di Đà Phật. Và chân thành cảm ơn chàng pháp tay gian dày của Dũng hộ cho tinh thần Phật Pháp. Và tiếp theo hai câu giảng mà được đồng đạo điêu lên là thượng cổ cần hồi nên sửa lối, theo nhà Phật giáo phải như keo. Thưa cô bác A Nam chứ đồng đạo, đầu đồng đạo mới hỏi thượng cổ cần hồi nên sửa lối, mà sửa lối cái gì vậy hả? Mà theo nhà Phật giáo phải như keo. Rồi bây giờ đồng đạo mới đặt lên câu hỏi vậy chứ bây giờ trong khi đó chúng ta coi như là tu vậy mà có sửa lấu chưa vậy à? Cô bác anh em chứ đồng đạo. Thưa chưa quý vị, vậy thì bây giờ trong cái bài này, cái bài 20 tháng chạp, cô bác anh em chứ đồng đạo, mà được đồng đạo nêu lên nói qua về vấn đề cái mê tín của người tín đồ Phật giáo hòa hảo rất nhiều, cho nên Đức Thầy mới nhắc lại cái đoạn trước đó là dân chúng chớ nên đốt giấy tiền, bởi vì diêm chúa chẳng tình riêng. Thấy không? Cho nên trong khi đó là người tu chúng ta đến cái ngày mà Tết đó, thường thường hay đốt giấy tiền, hoặc giả là trong cuộc đám tang. Mà trong cái điều răn cấm thứ 6 của Đức Thầy đó là răn cấm dạy cho chúng ta không nên làm cái chuyện đó. Rồi bây giờ Đức Thầy mới nói cho cái đó, cho chúng ta trong cái bài này đó là vàng bạc bởi tay khách chú làm, Phật thành tiên thánh chẳng dùng ham. Giấy quần giấy áo không nên đốt, nghĩ chuyện dối ma chẳng đáng làm. Khô cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ nếu như cái người tu chúng ta mà còn chạy theo con đường lối đó là con đường lối cũ, nên Đức Thầy mới nói thượng cổ gần hồi nên sửa lối, là thượng cổ gần kế một bên rồi thì bây giờ chúng ta phải sửa lại cái lối. Bây giờ cái lối đó lối nào giờ cô bác anh em chưa đồng đạo? Bây giờ cái thứ nhất Đức Thầy mới dạy cho người tín đồ Phật giáo hòa hảo, chẳng những vậy mà còn Đức Thầy còn dạy cho coi như là cả bên thiền lắm bên kia nữa phải sửa lối luôn, phải không? Vậy thì bây giờ cái lối của những người coi như là tu không đúng với con đường Đức Thầy đã chỉ dạy đó là sao? Đây Đức Thầy mới chỉ cho chúng ta biết nè. Đức Thầy mới nói thầy chùa như thể cây sơn, ngoài da coi chắc trong thời mới ăn, buồn thay cho lũ ác tăng, làm điều giấu thế cho hư đạo màu. Di Đà Phật tổ thêm gầu, giận trong tăng chúng sao lừa dối dân. Có thân chẳng liệu lấy thân, tu theo lối đó vậy, lối cũ. Phải không? Tu theo lối cũ mau gần diêm vương. Thì bây giờ câu này Đức Thầy nói cho chúng ta biết là thượng cổ gần hồi nên nên sửa lối, phải sửa cái lối đó lại cô bác anh em trường đạo. Và cái lối này là cái lối cũ mà, cái lối tu mà trong khi đó không đúng chân chánh, không đúng cái con đường của Đức Phật dạy, là cái lối này là cái lối là đã đi, đã quen rồi cô bác anh em trường đạo. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới nói muốn cho thân dược khẩu lề, là cái lề lối này coi như là cái lề con đường sanh tử, là con đường mê tín dị đoan, là con đường này là chúng ta cần phải sửa lối. Vậy thì bây giờ trong đồng đạo nè, tất cả đồng đạo quý vị mình đó nghe, ai còn cái lối này để nghe, thôi giờ làm ơn nghe câu giảng này của Đức Thầy đó, sửa lại dùm cô bác anh em dùm đạo. Thôi bây giờ quý vị mình đó nghe, ai mà cái ngày á mà 29-30 Tết đó hen, còn treo bùa niêu đó hen, cái lối này là cái lối không tốt. Quý vị mình á, quý cô mình có không? Có không quý vị? Mời mốt tôi đi coi như là đến gia đình của quý vị đó hen, cái người nào mà còn treo bùa niêu đó hen, cái lối này không êm rồi đó nghe. Cô bác anh em chị đồng đạo, bây giờ thượng cổ gần hầu nên sửa lối, mà bây giờ cái lối đó tất nhiên là cái lối cũ rồi, mà chúng ta vẫn còn là đi theo con đường này đâu có đúng, phải không? Rồi bây giờ Đức Thầy lại nhắc cho chúng ta biết là bỏ dị đoan. Sao nữa?
mới thấy đạo màu, bớt giả dối gặp người thượng cột, đúng không? Vậy thì bỏ dị đoan mới thấy đạo màu được. Mà chúng ta tu mà còn trong khi đó là theo con đường lối đó, làm sao như là chúng ta gặp được đạo màu, phải không? Vậy thì bây giờ những cái lối mà chúng ta tu trong thời gian vừa qua đầu đó là cái lối cũ. Bây giờ chúng ta phải tu theo lối mới, lối mới của Đức Thầy. Lối mới đó là đem nguồn sống mới cho nhân loại để tiến lên cõi đại đồng, đúng không? Vậy thì chúng ta phải tiến lên cái cõi đại đồng, phải sống theo cái lối mới, là tu theo đường lối mới của Đức Thầy. Vậy thì bây giờ những người tu của chúng ta đó, cô bác anh em trong đạo, ai mà còn tu theo lối cũ thì bây giờ nhớ qua cái lời Đức Thầy chỉ dạy, phải coi như là sớm thức tỉnh tâm tầm đạo chánh. Sau này vì Phật chứ ngô tiên, phải không? Mà chúng ta tu theo cái lối này hoài không bao giờ thành công kết quả được, cô bác anh em dùng đạo. Nó vì vậy cho nên đồng đạo mới nhắc lên qua câu này là thượng cổ gần hồi nên sửa lối. Tất nhiên là chúng ta phải sửa cái con đường của mình đi mới được. Còn bằng không nữa là chúng ta theo cái lối con đường cũ hoài thì làm sao mà chúng ta thành công kết quả được, phải không? Rồi bây giờ chúng ta coi như là còn bàn thêm những cái lối của người tu của chúng ta tu đó, cô bác anh em chứ đồng đạo. Chẳng những mê tín dị đoan mà còn chạy theo coi như là âm thanh sắc tướng nữa, cô bác anh em chứ đồng đạo, phải không? Chạy theo âm thanh sắc tướng. Rồi bây giờ đó, hành động của chúng ta tu đó hen là hoàn toàn khoái coi như là tu tướng chứ không có chịu tu tâm. Nhưng mà đối với cái người tu chúng ta muốn thành Phật thành tiên là chúng ta phải trở về với cái tâm của mình mới được, cô bác anh em dùng đạo, chứ không có nên chạy theo hình tướng. Nên Đức Thầy mới chỉ cho chúng ta biết là diệt lòng tham vọng, diệt thinh âm, trần gian say đắm theo màu sắc, thấy không? Mà chúng ta cứ chạy theo coi như là cái màu sắc không, mà không coi như là trở về coi như vậy với cái tự tâm của mình thì làm sao coi như là gần được coi như là cái giáo lý của Đức Thầy. Thưa cô bác anh em trong đạo, vì vậy thôi bây giờ chúng ta còn nhiều cái lối này nó nghe cô bác anh em trong đạo, mà giờ nếu như ai có thì sửa, còn không có thì thôi. Mà có nặng thì sửa nặng, mà có nhẹ thì sửa nhẹ, cô bác anh em trong đạo. Vì vậy cho nên bây giờ cái lối của người tu chúng ta nè, nào là thành kiến nè, cố chấp nè, thói quen nè, sự chần chờ nè, lòng ham muốn nè, tánh kiêu ngạo nè, tật đố nè, dèm xỉm nè, vô nịnh nè, ích kỷ nè, tư tâm nè, sự gây gỗ nè, mê đắm trong bể dục tình và sự phiền não nó làm cho náo loạn cõi lòng, thì cái này là những cái lối tu chúng ta thường bị vướng, cô bác anh em dùng đạo. Thì bây giờ cái lối nào mà chúng ta đi bị vướng thì bây giờ chúng ta phải bỏ cái lối đó đi lối khác mới được. Đức Thầy dạy cho chúng ta là đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh, là Đức Thầy dọn cho mình con đường đi rồi. Tất nhiên là trong khi đó là đâu còn vướng cái gì nữa, mà chúng ta không theo con đường của Đức Thầy dọn mà chúng ta đi theo cái con đường cũ, không cô bác anh em trường đạo. Mà con đường cũ là có con đường quá lâu rồi, mà chúng ta coi như là chạy theo con đường đó tu làm sao kết quả. Bây giờ chúng tôi đưa lên ví dụ nghe, ví dụ nhân cách quá thôi. Từ dưới nhà tôi đi lên đây là trong khi đó tới cái cầu Mỹ Thuận, phải không quý vị? Cầu Mỹ Thuận bây giờ bắt xong rồi, bây giờ cái lối này người ta dọn cho mình đi rồi mà không chịu đi cầu Mỹ Thuận. Hỏi chứ bây giờ có bến phà Mỹ Thuận ở đâu, giờ kiếm cái phà Mỹ Thuận đi, không kiếm cái phà Mỹ Thuận đi chứ không chịu đi cầu à. Vậy thì bây giờ hôm nay Đức Thầy canh tân giáo điều dọn cho chúng ta con đường đi tắt đi thẳng, lúc quỳnh hôn đèn trí soi đầy tìm nếu thẳng đi về cực lạc. Vậy đó mà chúng ta không đi, mà giờ kiếm mấy cái lối cũ đi, nghe không? Cái lối cũ âm thanh sắc tướng gõ mỏ tụng kinh hoặc giả là làm những cái chuyện gì đó, trong khi đó tôi không biết, trong khi đó là quý vị tu lối cũ là lối nào. Vậy đó mà giờ thôi, giờ có lối cũ nào đó cũng đi hết của các anh em trường đạo. Cho nên bây giờ đi gót mòn cũng chẳng gì, xong vào ga mãi trong dòng lục đạo mà chúng ta đi tới đi lui đi xuôi đi ngược không biết bao nhiêu lần, cái lối này quá chừng mòn rồi mà chúng ta cũng vẫn đi, biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên khi rớt lại phàm, lúc người lúc thú lam nham kể sao hết cuộc thăng trầm tiền thân. Không biết bao nhiêu kiếp mình đi lên đi xuống đi tới đi lui đi xuôi đi ngược, thay lừa bụng ngựa kiếp kiếp vào ga mà xác chó hình heo, đời đời thay đổi mà chúng ta cũng vẫn đi theo con đường này là con đường lối xưa, cô bác anh em trường đạo.
chim cò bay trong rừng sương tiếc vì vô tình quên mất lấu xưa, tất nhiên là đi theo con đường đó. Vì vậy cho nên bây giờ đồng đạo mới nói cho, mới đưa lên hai câu giảng này là thượng cổ gần hầu, gần tới thời kỳ thượng cổ rồi, nên sửa lấu là từ đây trở về đây, trở về sau chúng ta nên sửa theo cái đường lấu của Đức Thầy. Bây giờ cái đường lấu của Đức Thầy sau đây Đức Thầy chỉ cho chúng ta là con đường này, là con đường là đạo, là con đường đi trúng thì sống, bước chắc tất chết à. Vậy là đi trúng là sống, là đi trúng theo con đường của Đức Thầy chỉ dạy, mà đi chật là đi chật theo con đường của Đức Thầy trong giáo lý, là trong tôn chỉ, đúng không? Vậy thì giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ, ngày đài đập ta làm theo lời chỉ, tất nhiên là con đường mới của Đức Thầy dạy cho chúng ta đi. Còn chúng ta mà đi theo con đường khác là con đường nguy hiểm, cô bác anh em chưa đồng đạo phải chứ không đó. Vì vậy cho nên qua câu này thượng cổ gần tới bên đầu, mà Đức Thầy nhắc đi nhắc lại, nhắc tới nhắc lui, tất nhiên là thượng cổ gần hầu. Cô bác anh em trong đạo, đó là ước mơ thượng cổ hồi quy, thế trần no ấm, là phú thi an nhàn, quân thần phụ tử dinh gian, hết lo cay đắng khùng an phận khùng. Vậy thì bây giờ chúng ta còn chần chờ gì mà chúng ta không thẳng bước tấn tu? Ta còn đợi chi mà chẳng kiếp đoạn dòng sanh tử? Và Đức Thầy đưa ra cái giáo pháp thực tế là hiệu lão sĩ ra đời thực tế, đem lời vàng dạy dỗ dương trần, là Đức Thầy dạy cho chúng ta những phương pháp thực tế, tu trong thực tế, hành động trong thực tế, ngôn ngữ trong thực tế, nghi thức trong thực tế, và chúng ta tất cả việc gì làm theo giáo lý Đức Thầy cũng là thực tế. Mà chúng ta không chịu làm, mà không làm gì tất nhiên là làm theo đường lối nào ở bên ngoài. Rồi bây giờ trong khi đó chúng ta sai lạc, tất nhiên là không bao giờ mà gặp được cái người thượng cổ, cô bác anh em chị đồng đạo, phải không? Cho nên Đức Thầy nói là làm cho người thượng cổ thêm phiền rất đau xót, cho nầu cho giống. Vậy thì bây giờ chúng ta bây giờ cần phải tu theo cái lối của Đức Thầy là chúng ta sẽ được gặp Thầy đây. Bây giờ cái lối của Đức Thầy chỉ dạy không phải giống như là cái lối của cái như nãy giờ đã bàn quý vị. Nãy giờ bàn cùng với quý vị là cái lối đó là lối cũ. Bây giờ cái lối mới của Đức Thầy đây, Đức Thầy mới chỉ dạy cho chúng ta ráng tu theo con đường này, là sau này chúng ta sẽ đến thời kỳ thượng cổ gặp Thầy. Đó là gì? Đó là ngõ lời khuyên nhân loại khắp gần xa, ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Trên cõi Phật mùi hương thơm bát ngát, dưới quân thần phụ tử khải hoàng ca. Ấy là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hận quán. Trên kẻ trí lấy công bình phán đoán, dưới giảng dân trăm họ được êm liềm. Trẻ với già dình hai chữ từ khiêm, không còn thấy loạn lưng nền căn kỷ. Đây là cái lối Đức Thầy chỉ dạy cho chúng ta, con đường này là con đường lối mới, là con đường đặng mà sống được đời thượng quan thánh đức. Mấy đạo tâu chúa chặt dình câu chung thủy, đạo thầy trò khắc cốt dưới ghi xương, đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác. Biết lễ nghĩa kính yêu cùng cô bác, nội tông cùng ngoại tổ với cậu gì, thêm kính nhường anh chị kẻ cố chi, mắt chẳng thấy lũ dân phi sợ chát. Người đạo bèo bạn bất phân nhân với ngã, chữ nghĩa tình sắt đá mãi bền gan, trên non tiên dân dẫn tiếng phụng hoàng Phật tiên thánh an ban cùng định quốc. Đó là lối mới. Mà cái lối này tức là cái lối coi như là chúng ta sống được đời thượng quân, nên Đức Thầy mới kết luận cho chúng ta biết trong cái đoạn sau đó là, đó là những thói hư tật xấu phải răng chừa, sao sẽ thấy người xưa tường tận mạch. Đó là thượng cổ, mà thời kỳ thượng cổ tất nhiên là cái thời kỳ mà chúng ta được sống, cô bác anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ là ngõ lời khuyên nhân lỗi khắp gần xa, ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc, tất nhiên là Đức Thầy mới dạy bảo cho chúng ta phải tu theo cái lối này, thưa cô bác anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ chúng ta coi như là có nhân duyên với Đức Thầy, có nhân duyên với ông Phật, mà trong khi đó chúng ta được coi như là trong cơ hội này mà chúng ta còn chần chờ gì mà chúng ta không chịu tu, cô bác anh em trong đạo. Vậy thì sau duyên Phật khiến kiếp này tu được, ráng tu đừng bỏ cuộc nữ nam ôi, tu một đời mà giải khổ cả muôn đời, đã chịu khổ nhiều rồi đừng chịu nữa, mau tìm chỗ an vui chư Phật ở, chớ tìm luôn nơi kiếp tạm trần gian. Nếu kiếp này bến giác chẳng tìm sang, thì kiếp tới còn muôn mang nhiều nghiệp báo. Nay dí gặp muôn ngàn khảo đảo, cũng an nhiên chớ ngơ ngáo trong lòng. Núi to bao đục mãi có ngày thông, đạo khó mấy cố công tu sẽ đắc. Giống sanh tử nếu không đem gieo, rắc mầm thế gian không thể mọc được đâu.
đường giảng sanh cực lạc, một lòng cầu kiếp thống khổ mau lâu rồi cũng khỏi. Trên đường đạo phải tinh thần cứng cẩu, chinh phục đời để theo dõi lòng tin. Chữ Di Đà luôn trấn ở tâm mình như tâm tạng, đi thỉnh kinh thở trước. Cô bác anh em chừng đạo. Vậy thì bây giờ chúng ta phải coi như là có nhân duyên sâu với Phật Pháp rồi, thì bây giờ chúng ta cái ư cứ làm theo như vậy, thì bây giờ sau này nhiên hậu là chúng ta coi như là mới được gặp thầy trong cái ngày mà thời kỳ Thượng Môn Thánh Đức. Đó là hai câu giảng của Đức Thầy, là thượng cổ gần hồi nên sửa lối, là những cái lối gì mà mê tín dị đoan, cái lối nào mà chạy theo cái con đường âm thanh sắc tướng, cái lối tu mà không đúng với chân lý của Đức Thầy, thì bây giờ chúng ta cần phải sửa mau liền. Các bác anh em nhân đạo, là sự đáng chừa khó mấy cũng chừa, việc đáng bỏ đang ưa cũng bỏ, ham chơi nên mới thành nghiền, tự mình cháu buộc mà tự nguyền mở ra, lẽ siêu độ Phật Đà chỉ dạy, nghiệp dữ lành người phải tự lo, tự mình ăn mới được no, bắt người khác thế ăn cho là lầm. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy cái lối nào không đúng với chân lý, cái lối nào không đúng với lời thầy dạy, cái lối nào không đúng với coi như là Phật tổ đã ghi cho chúng ta, thì bây giờ chúng ta phải sửa mau liền. Thấy không? Dấu Phật tổ đã ghi rõ lắm thì chân chúng sanh cần bấm đi theo, muốn tu đừng có sợ nghèo, muốn thành Phật chớ nên đeo lòng tà. Vậy thì bây giờ chúng ta noi theo dấu của Đức Phật, noi theo con đường gia giáo lý của Đức Thầy, noi theo cái con đường chân lý của coi như là Đức Như Lai, thì chắc chắn rằng đó là cái lối mà chúng ta đi trúng. Còn nếu như chúng ta đi sai một cái con đường rồi, là chật một ly là đi một dặm, là xa con đường rồi, là chúng ta sai rồi, tất nhiên là trong khi đó chúng ta trở lại rất khó. Các bạn anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ qua câu này là thượng cổ gần hầu nên sửa lấu, tất nhiên là chúng ta phải sửa đạo lại. Những cái gì mà chúng ta chưa sửa được thì nhất định rằng tất nhiên là chúng ta phải cố gắng chừa, để mà chúng ta để mà nó thích nghi với coi như là con đường của Đức Phật đã chỉ dạy. Phật từ thiện cách nào ta từ thiện theo cách nấy, Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta cũng làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá dâng lời, quy y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Quy y mà chẳng làm y ngàn đời cũng chẳng thoát ly cõi trần, quy y mà được làm y thì đạo nào cũng đắc mà quả chi cũng thành. Vậy thì bây giờ chúng ta coi như là hãy cố gắng dẻo dai, hãy cố gắng kiên trí, hãy cố gắng nhẫn nại, dầu gặp hoàn cảnh thử thách cách mấy đi chăng nữa cũng gắng chịu đựng để mà vượt qua những cái chông gai thử thách, để mà tu đến coi như là thành công kết quả. Đó là dù cho lằn lóc gắng kiên trình mà chịu lúc nạn tai, dẫu có gian nan dạ trở nài, vàng đá bao phen cơn nước lửa, chì thao lắm chuyện lúc non hài, bền gan chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn chí trong mong bữa tiệc khai, thiên địa từng hoàng gom một mối, phàm trần vạn kiếp kiến bồng lai. Và kính thưa chư quý vị, suốt trong thời gian trên dưới một tiếng đồng hồ chúng tôi trao đổi giáo lý, quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp, và người ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp và chúng tôi trao đổi giáo lý là chắc có lẽ là có rất nhiều phước duyên và công đức. Mà nếu như trên tinh thần mà trao đổi Phật Pháp và có điều chi gọi là phước duyên công đức, chúng tôi xin đề nghị chung đồng đạo chúng ta hợp tác lại để tạo thành một món quà khinh thanh công đức để hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, cầu nguyện cho kẻ âm được siêu, cầu nguyện cho người dương được thới, cầu nguyện cho cỡ quyền thất tổ, cầu nguyện cho hương linh người quá giảng là nội tổ của đồng đạo Tú hôm nay thì được nương vào công đức lành của tất cả chư quý vị mà được nhã tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện ân trên hồng ân tam bảo luôn luôn lúc nào cũng gia trì hộ độ cho tất cả chư quý vị thân được mạnh khỏe, tâm được kinh an, trí tuệ luôn được mở mang và tu hành được luôn tinh tấn, và sống trên đời không gì bằng tinh tấn là trí tuệ của đời ta, sống điêu linh trong kiếp sống ta bà chỉ tinh tấn mới vượt qua khổ hại. Chúc quý vị tinh tấn mãi trên con đường tu học của mình, để sau này Đức Tôn Sư trở lại, tất cả chư quý vị mình có đầy đủ hành lành, đầy đủ phước duyên mà chúng ta được gặp thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội. Tần Dân Thánh Đức lễ phép kính chào toàn thể chư quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.